lại với Supermarket Simulator. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 90 cho đến ngày 105. Mục tiêu của mình đặt ra trong cái clip này là mình sẽ mở rộng full tiếp 3 season nữa của nhà kho cho nó thành một cái chiều dài luôn đấy các bạn. Like đi còn chần chừ chi và hãy đăng ký nếu như các bạn chưa đăng ký nha. Đấy, mới vào game là hai nhân viên nó bắt đầu giả vờ chăm chỉ đi làm việc rồi đấy. Đủ số tiền của mình có 129 là từ nhá, mình chết ngân hàng xem là mình đã còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền. Đây, vẫn còn nợ ngân hàng lên đến con số 1.600, cho là 1.600 đi, tuy rằng là không đến thì cho 1.600 đi. Nhưng mà trước mắt đây là mình cần phải nhập thêm hàng mới các bạn ạ. Mình phải cần nhập thêm hàng mới để lên trên kho. Đấy, chùi đít hết sạch. Cái cần câu cơm của tôi cũng hết sạch. Phải nhập lại. Còn mấy cái thứ khác như là gà này thì cũng cần phải nhập thêm này. Còn mấy cái kia thì mình thấy ổn hết rồi. Mẹ cái bít khoai tây này tôi chưa xét giá. Nên là tôi bán full cả cái tập trước là cái bít khoai tây này vẫn chưa xét giá. Chết còn mẹ rồi đói. 6.27 thì mình bán 8 chấm. Bô tô. Để chết lại một lần nữa xem là có món gì mình chưa xét giá không nhá. Có vẻ như là ổn. Ok, ổn. Làm cái nợ ngân hàng 5.000 đi cho nó thật mù lổ này. Xong rồi trả hết nợ này. Đấy do mình là người có tiền. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái số tiền này để mình nhập thêm hàng. Hết 1.900 đô. Đéo mẹ thằng shipper ném hàng kìa. Cái này là sashimi cá hồi đúng không? Đấy, thịt bò này còn dư là mình sẽ vô để trong kho. Tính toán cả rồi, nó vẫn đang nằm trong tập kiểm soát của tôi mà anh em. Đây là thịt bò thì sẽ để ở cái phần nào ta? Ủa? Trước tôi nhớ là tôi chia ra được mà ta. Phần nào ra phần đó đường hoàng mà. Đéo mẹ sao đéo thấy cái khung thịt bò đâu hết vậy? Là xeo. Cái chắc là thằng nhân viên nó để chèn vào đây. Chỗ này chắc chắn để thịt bò. Mấy ngày không vô game rồi cho nên là thao tác nó không được quen cho lắm. Mình nhập thêm cái hàng này nhé. Hàng này hết rồi. Ô khoan. Thịt bò nó nằm ở đây mà. Trời ơi. Lòng què gì gì. Thịt bò nó ở đây nè. Trời ơi. Thế là cái lúc này ở trên đây là đúng à. Để từ từ tôi xem lại cái menu cái. Thế luôn mấy ngày không vô game lú đéo chịu được. Đúng rồi, cái này ở đây. Trời ơi. Hai loại khác nhau. Fucking shit. Thế là mấy thằng nhân viên nó làm đúng việc. Nó không có làm sai. Trời ơi, chỉ oan mấy anh nhân viên quá. Chỉ oan mấy anh nhân viên. Rồi chắc là mình phải tập trung nhập trứng anh em ơi. Cái trứng trứng dài này hết sạch luôn này. Nước coca, nước hai loại coca và một loại loại này là soda thì vậy. Nếu như mình nhớ đúng nhầm soda. Còn trứng lốc 4. Để mẹ ăn trứng lốc 4 ở đây nó còn mẹ chất núi ở đây. Sao chúng nó không chịu để lên nhá. À chúng nó để lên rồi. Cô lại chắc nhầm nhân viên của tôi nữa rồi các ông ơi. Này tôi lướt cam qua thì tôi không thấy thật. Thật. Này tôi lướt cam qua thì tôi không thấy. Tôi chạy lại thì thấy chúng nó để lên rồi. Mẹ trong lúc tôi nghỉ ngơi, tôi đi du lịch, tôi đi Hawaii, chúng nó đéo chịu làm. Chúng nó thấy tôi về một phát, chúng nó mẹ mày liền bê để lên hết. Ui, đéo đủ tiền để nhập hàng luôn. Áo thật đi. Nợ ngân hàng. Việc gì khó có ngân hàng ô. Cái trứng dài này nó hình như là nó chỉ để được đâu đó quá 2 thùng thôi mà tôi quất con mẹ nó 6 thùng. Ăn cướp rồi. Không sao mình chịu khó bê vào để dùng mấy thằng nhân viên vậy. Thấy không? Thấy chủ tớ làm việc hòa thuận không? Không phân biệt giai cấp. Không phân biệt chủ tớ. Đấy thấy không? Chắc là mình phải nhập thêm một mớ lô hàng mới này nữa này. Cái gì đấy? Cái gì để ở đây đấy? Sao ở đây lại có cái này? Nó là cái bịt bắn sốt. Lúc này mình vừa đặt là cái thùng này này. Thùng này này. Nhưng mà sao cái biểu tượng của nó là giấy chùi đít?
vô lý thì đéo thuyết phục. Nói chung là lúc mới vô game nó hơi bận rộn một chút. Này thì phải chịu khó thôi anh em ạ. Đâu lắm mà không tính tiền trong con game này, hay là mình thuê thêm một cái quầy tính tiền để mình đứng tính tiền đi nhở. Cứ bây giờ mình có cái nhà kho này rồi, mình không cần phải chăm chỉ nhập hàng, mình chỉ cần nhập hàng một lần thôi là mình xài cả đời. Mình đứng chơi vơi không thì nó cũng hơi buồn, hay là mình nhảy vào tính tiền luôn đi cho nó nóng. Mục tiêu hôm nay mình đặt ra là phải kiếm được hơn 50.000 đô anh em nhé. 50.000 đô chia cho 15 ngày là một ngày mình chỉ cần kiếm được đâu đó tầm khoảng 3.000 mấy đô thôi. Thế thì dễ, nhưng mà trừ đi tiền nhập hàng thì cũng hơi khó cho mình nhờ. Hơi khó đấy. Ồ, cái bắn đỏ này còn có 2 thùng à. Vứt luôn. Mình là ông chủ lớn mà. Đập 2 thùng chèn vào. Thấy không? Em thấy người có tiền là mua đồ chưa? Nó là thế đấy. Đấy, thế là cái hàng đầu tiên là mình giải quyết ổn thỏa nhá, còn khai trứng kìa mẹ đấy. Tiếp theo là hàng thứ hai là chắc chắn xong rồi, còn đây là hàng thứ ba này. Hàng thứ ba toàn đồ đắt tiền không, cho nên là thôi bỏ qua đến hàng thứ tư luôn đi. À, giờ phát sinh cái vấn đề, nếu như mà tôi muốn nhảy vào bán hàng thì tôi phải mua thêm một cái kệ bán hàng với giá 500 đô. Lại còn vắt óc suy nghĩ là xem là để cái kệ đó ở đâu thì nó mới hợp tình hợp lý. Đấy, phát sinh. Nào, chúng ta hãy bắt đầu một ngày làm việc thật là bùng nổ. Ngày thứ 91 đúng không? Và số tiền hiện tại mà mình đang có là 7.07 đô. Thế chứ gì thằng nhân viên nó đi bưng đồ rồi ta? Vừa nãy giờ nó chưa xếp đồ xong à? Nó đi bưng cái gì vậy? Cái gì đây cô? Bưng gì cô? À nước cam à? Sao nãy giờ nó không bưng nhở? Địt mẹ, mất có 2 cái thôi là mày để lên rồi là sao? Trong khi có nhiều món nhá, nhiều món nó gần hết con mẹ rồi, chúng mày mới chịu xuất giá để lên. Cay chúng mày vãi cả bìu. Ui giời ơi, cái nước này cũng chưa xét giá vãi cả lìm thật. Bóc đi, nhờ vào. Đúng rồi, làm đi, chăm chỉ vào. Cuối tháng ăn còn tăng lương cho. Để mình tính sơ sơ lại xem là nếu như mình mở rộng 3 cái phần kia của cửa hàng lên thì mình sẽ cần bao nhiêu tiền nhá. Tính lại cái 26, 31 với 37. Level thì chắc chắn là mình đã đủ rồi. Số tiền thì chắc chắn là mình chưa. 20.100 cộng với 11.000 là nó sẽ là 21.100 cộng với thêm 10. À đâu, 31.100 lộn 31.100 cộng với 16. 31 cộng với 16 là 49 đúng không ta? Chờ tí. 31 cộng với 16 này, 6 cộng 1 là 7, 3 cộng 1 là 4. Ủa, 47 chứ mấy. Sau này mình tính ra bao nhiêu ta? 31 cộng 16, 6 là 7. Ừ, là 47.000. 47.000. Thế mà cái số lẻ đằng sau 100 với 500 là 600. 47.600 đô là con số chuẩn xác và là con số cuối cùng mình đưa ra để có thể mở rộng lên đến season 10. Đấy, 46.000 đô anh em nhá. Con số mẹ mày lớn vai cả đái ra. Kiếm thế đéo nào đủ bây giờ. Không được rồi, mình phải đầu tư anh em ạ. Đầu tư ra 500 đô để mua một cái kệ bán hàng. Đấy. Sau đó mình phải ăn chặn khách hàng thôi. Như này là đéo ổn. Em nhá, đéo ổn một tí nào. Đây, để tạm đây đi. Hết chỗ để rồi. Quán tôi nhỏ lắm rồi, cho nên là bây giờ tôi phải tích cực chạy KPI. Ôi, sắp hết gà này. Tích cực chạy KPI để mà kiếm tiền. Rồi, đứng chờ đi. Một khát thì đứng chờ mẹ ra đi. Mua cái gì đây? Mua được có 4 món thì đứng chờ đi. Nào đóng cửa tao tính tiền cho nhá. Nãy giờ mới thằng được có đúng một thằng đó. Kéo thế ai đứng vào nữa. Thế thằng đó chắc chắn rồi. Phải chờ đến lúc nào quán đóng cửa rồi tôi mới tính tiền thôi.
vẫn một thằng. Ừ, ảo thật, hắt thì nườm nượp, thêm cả thằng đéo này. À, hay là mình đuổi mẹ một thằng đi đi. Tôi nghĩ là tôi nên đuổi mẹ thằng này đi. Thằng này tôi thấy nó rất là rằn rồi. Mà tính thế này anh em để ý được xem. Một ngày của nó chắc chưa được đâu đó tầm khoảng 5 vị khách tầm nó thôi. Không hơn cũng không thua đâu. Tầm 5 vị khách hết đáp. Ồ đéo chịu được, thấy nó nhàn rồi vai cả bìu ra. Thôi thì chắc là phải đuổi thằng đó thôi. Đó, đó mình nhảy vào mình tính đi. Đỡ tốn tiền thuê các em đúng không? Này cái nước cam nó mất có 2 hộp thôi, nhân viên nó chạy vào nó để. Đây nó sắp hết con mẹ nó một hàng rồi thì nhân viên đéo thấy đâu. Ấy à, cũng đông khát phết đấy nhá, tính tiền nữa nào. Ù. Thì ra đằng sau lại còn từng này hàng nữa à. Ở anh Giai sao không nói sớm. Em để anh Giai đứng từ sáng tới giờ. Khổ anh Giai. Nó cũng có 73 đô chứ may mà. Anh Giai đứng chờ là súng đá đấy. 89 đô, sao đưa tròn tiền đấy. Có vị khách nào mua nhiều nhiều tí. Ở đây 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 đây, xong đưa cho em tờ 200 đô nhá. 200 đô anh Giai. Ui anh Giai đưa tờ 150 đô anh em ạ. À mình cần phải thối cho anh Giai 24 đô. Mình đưa 14 đô là mình bú được 10 đô mà anh Giai không phản nàn gì cả. Húp. 1, 2, 3, 4. Ừ kìa anh Giai bú được có 3 đô chứ mấy anh Giai chửi anh Giai. Dịch vụ khách hàng tốt thế còn chê. Lâu lâu tao mới bán hàng một lần đấy, không phải là lần nào tao cũng bán đâu. Chúng mày phải hiểu tầm quan trọng của tao. Cái việc quan trọng nhất là mình trả cái nợ này trước này. Còn cái 5.200 này từ từ tôi trả. Mình để lại số 1.300 này để mình làm cho nốt ngày mai đi. Đấy. Có tiền để mà nhập hàng nữa anh em. Nếu có tiền nhập hàng là toang. Toang 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 toang. Let's go. Kết thúc ngày đầu tiên 4.041. Bắt đầu ngày làm việc thứ hai thật là nổ bùng nào. Nay cố gắng kiếm hơn 4.000 đô anh em nhá. Cố gắng. Quán bỏ mẹ bây giờ. 12.99 bán 14 đô. Ừ. Nước lọc có 3 đô một chai đéo mua. Nước lọc tinh khiết lấy từ núi núi đéo gì đây, núi Phú Sĩ đấy. À, chờ tí anh ơi. Chờ em một xí. Ai chị gái, à mày lúc này vừa chê đắt. Mày đứng đó, cuối ngày tao tính tiền nhau. Tao sáng sủa nào. Ôi. Ngồi gác chân này. Chờ hết ngày nha. Cuộc đời làm ông chủ siêu thị là nó phải thế. Anh em nhìn cái thằng nhân viên phía bên kia đi. Hả? Anh em thấy nó nhàn rồi không? Sáng ra đứng, 9 giờ đứng. Mẹ à, mày đứng đến 9 giờ tối, 12 tiếng kiếm 100 đô. 100 đô là 2 triệu bà. Sáng đứng tối về. Đấy. Kiếm 100 đô. Mẹ à. Phải đuổi thằng này đi thôi anh em ạ. Đéo được rồi. Phải đuổi. Thôi hết ngày tôi đuổi nhá. Cho nó làm đến cuối ngày đi. Cút nhá. Đi đấy. Phát. Thịt. Nó toàn đâu rẻ tiền đấy này. Ôi ơi. Đấy, ít ra là phải như chị gái này vớt phát lại được xúi trộm 167 đô. Lâu lắm rồi em chưa có cảm giác tính tiền cho người nào đó mà với cái mức giá 200 đô. Mấy anh với chị giúp em cái để em tìm lại cảm giác phát nào. Lâu lắm rồi em chưa được cái cảm giác. Thèm cảm giác đâu á. Các sao đồng giá nhờ này, ba chị kia cùng 65 bao nhiêu đô ơi, ba này cùng... Cút. Mẹ à, mày lâu lắm rồi mới vào game để thử cái cảm giác đứng tính tiền.
Mẹ. Này chắc bán mẹ quầy tính tiền đi chứ tính làm cái chó gì nữa. Không quá được 100 đô mà. Ui à. Ui à. Dài 229 đô lại còn đưa tiền. Nhưng mà lại đưa tiền tròn. Trời ơi không sao. Này nguyện vọng của tôi là được tính một cái đơn giá hơn 200 đô. Câu được ước thấy không? Ăn dài vớt vát lại những người trước lắm luôn đấy ăn dài nhá. Thêm có ăn dài không em dẹp mẹ tiệm rồi đấy. 3.500 đô. Giảm hôm qua 500 đô. Hôm nay 43 thằng chê đắt. Ô 3.121 gần đủ tiền trả nợ luôn. Nhân con có xíu. Kéo mẹ đơn hàng bà cô vừa tính đéo được nổi mẹ 100 đô à. Trời ơi thêm một ai nữa vừa tính tiền đấy đéo đủ tiền trả nợ luôn à. Con hàng sao mua ít thế. Mua nhiều dùm em tí ủng hộ đi các anh các chị ơi. Các anh các chị chưa nghe câu là mua một món đồ bằng xây 10 tòa tháp à các anh các chị. Thôi anh trai mua được đấy anh trai. Không có 126 đâu thôi hả. Được nhiều lắm chứ. Thì bấm liên tục mà. Rồi trả nợ trả nợ trả nợ. Đéo nói nhiều. Yes sir. Quyết tâm. Mình phải đặt ra một cái quyết tâm. Sau khi mà trả nợ xong mình sẽ đéo bao giờ nợ ngân hàng nữa. Quyết tâm. Nay chắc là ông trả được một số cái bill như là 1.100 đấy. Còn bill 1.100 còn lại thì bắt buộc phải để mai trả rồi. Bắn săn hai lốc này. Ơ thằng nào kia tính tiền đây. Mua được có mấy gói bim bim cũng hối vô tính tiền bồ tổ cút mẹ đi. Thêm thằng này nữa. Có khách mua ít về ta. Rồi trả được một phát nợ. Còn một phát nợ 1.125. Bây giờ mới có 7 giờ tối thôi. Vậy là mình còn 2 tiếng nữa. Khách hàng sẽ đến trong vòng 2 tiếng nữa. Nếu như mà mua thật là nhiều đồ, những cái đơn hàng mà tầm khoảng 200 đô, không 100 đô cũng được. 100 đô thì cần 10 người thôi là mình có thể kiếm được tiền đủ 1.000 đô để trả nợ luôn trong ngày hôm nay rồi. Là ngày mai trừ tiền nhân viên, trừ tiền điện, nếu mình âm tiền đéo có tiền nhập hàng. Nhưng không sao, hàng trong nhà kho của mình vẫn còn rất là nhiều. Không sao. Nay mình cố gắng trả nợ này luôn nhá. Mong rằng là khách hàng mua nhiều tí. Thì đen dài thơ ma nhá. Chờ mơ. À đi rồi. Ủa tổ 725 rồi. Giúp em đi các bạn. Đúng rồi chị ơi. Mẹ mua phải mua như thế này chứ. Em có 92 đô thôi vậy. Mẹ em thấy mua nhiều lắm mà. Không sao. Chắc chắn rồi. Chắc chắn đủ tiền rồi em ạ. Kiếm nhiều thêm tí nữa để ngày mai âm tiền nó âm có số nhỏ thôi. Ui ôi. Mẹ em mới cháy hàng. À, hay là phải nợ ngân hàng kìa. Không được. Này mình đã quyết tâm không được nợ ngân hàng rồi. Nhưng mà nếu như mình không nợ ngân hàng để mình nhập cái hàng này thì cái doanh thu của mình chắc chắn với anh em luôn là sẽ bị giảm nặng. Vì mình ăn tiền là ở cái hàng này với cái hàng bên cạnh mà. Không nhập cái này thì chắc chắn là doanh thu mình sẽ bị giảm nặng. Rất đau đầu. Thôi bây giờ mình không có nợ, mình để cái số tiền này lại nha anh em nhá. Để cái số tiền này lại. Mai mình sẽ nhập cái hàng đó. Đó, với nhập giấy chủ đít, tờ khoai tây. Xong rồi làm trong ngày mai trả cái bill kia được là sao. Đấy, không nợ ngân hàng, quyết tâm không nợ ngân hàng. Quá ngày mới luôn. 3.700 đô. Săn thủ lại hơn ngày hôm qua, hôm nay có hai người không thấy mặt hàng mà họ muốn. Thật là một ngày tuyệt vời khi mình đã trả được hết cái số nợ mà mình đang nợ là thứ nhất. Và thứ hai là ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu thì mình bù về nhá. Và mục tiêu mình đặt ra từ đầu clip mình đã nói rồi đấy. 50.000 đô. Mình lên level 42 thì nó mới có cái được gọi là công thức bán hàng mới. Mà nó mở phát nó mở 3 ô luôn đấy em ạ. Mà 5.600 đô cho một cái được gọi là bill bán hàng mới. À khắc. Mẹ mày muốn chửi thề thế nhờ. Đéo bán nữa. Cần. Này đéo chịu được. Lâu lắm rồi mới vào lại bán hàng. Mà bán toàn những cái đơn hàng thế này thì bố mày chịu đấy.
Ô mày xin. Thôi đuổi việc cái thằng nhân viên rồi mẹ đi nhở. Đỡ tốn tiền. Nhảy vào mình tính luôn cho nó lòng. Thằng nhân viên này hơi ăn hại. Ủa? Sao không phải thằng này mà lại là thằng này? What the fuck? Giờ mình thuê lại là mất 100 đô đấy, không được. Thôi thì mình nhảy vào tính mẹ đi. Ủa ăn dai? Ăn dai còn có cái chó gì nữa đâu mà em tín ăn dai. Nó bị kẹt con NPC rồi. Trời ơi, mất mẹ 100 đô. Rồi mày tính tiền đi. Sao mày đứng đực cái người mày ra vậy? Đi. Em rất ngu. Sao con chí này đứng đực người ra đây? Trời ơi, game rất ngu. À đây, thằng này nhảy vào tính tiền. Để họ ổn một tí nào, nhưng mà tôi khơi tự nhiên mất mẹ 100 đô cay thế nhở. Rồi hết nợ trong ngân hàng này. Không nợ đần gì nữa luôn này. Hứa với anh em là không bao giờ nợ đần nhá. Làm lại cuộc đời. Thôi qua ngày mới thôi. Hôm nay kiếm được 3.900 đô này, tuyệt vời này. Ok. Thật với anh em chứ ngày hôm nay tôi không thể nào kiếm được 50.000. Không thể nào kiếm được. Không bao giờ. Gọi là low level. Anh em có thể thấy gọi là số tiền tôi kiếm được sử dụng để nhập hàng thôi là hết mẹ rồi. Nhăn nhăn đi ăn áo đỏ ơi. Còn đúng ăn là người cuối cùng 1.891 đô nha. Enter xem là ngày mai mình lên được bao nhiêu tiền nào. À vẫn 1.891 đô. Nếu như mình bỏ qua bấm enter là cái vị khách đó sẽ bị mất luôn. Ok. Mình hy sinh một vị khách để test cho anh em xem đấy. Like đi. Hay là hôm nay kiếm được bao nhiêu xong làm thất nợ ngân hàng, mở rộng một ô cửa hàng ra xem thử nhỉ. 11.000 đô à. Nợ được ngân hàng lên 7.800. Thì mình chỉ cần kiếm 1, 2, 3, 4 4.000 đô thôi. Hôm nay thì chắc chắn là kiếm được rồi. Có nên nợ ngân hàng. À không, lương tâm mình đã bảo từ đầu rồi là không được nợ ngân hàng. Không được, không được, không được, không. Không nợ nần gì hết. Hứa với anh em rồi, được lấn chân vào con đường nợ nần nhá. Game này đéo có kéo xỉ dắt hay chứ. Phải cho kéo xỉ dắt vào. Phải cho kéo xỉ dắt. Trời ơi, game quá dở, quá tệ luôn đi. Con game như thế này thì phải update kéo xì dắt cho người chơi. Cho những người chơi nào mà đam mê ấy. Người ta nó có cái để mà chơi. Kéo có kéo xì dắt thế này chết dở. Cứ bắt người ta loay xoay mãi trong cái nhà kho, trong cái tiệm tạp hóa. Thế thì khi nào người ta mới giàu được? Phải đỏ đen vào mới giàu nhăn được. Thật ra là cái khu phố này thì cũng to thật đấy. Nhưng mà đéo có gì cả. À lên được 4.000 đô này. Chắc là phải đá khắc nợ ngân hàng cho có động lực làm việc thôi. Chứ như thế này tôi đéo có một cái động lực gì để mà làm việc cả. Cứ suốt ngày vác chân lên là nhìn khắc đi qua đi lại này. Tôi cái ngủ mẹ mất. Chắc hồn. Chúng ta cùng kết thúc ngày thứ 96 với con số 4.100 đô doanh thu của ngày hôm nay. Amazing, good job em. Làm sao để doanh thu nó tăng lên được anh em? Con em nào có cái chích lỏ không? Chỉ tôi với. Chứ như này thì khi nào mới giàu? Khi nào mới mẹ mở được những chi nhánh ở những chỗ khác? Này, cả đời chỉ có đứng ở đây thôi. Cả đời chỉ có dậm chân tại chỗ thôi. Nuôi được mẹ mồm của mấy thằng nhân viên thôi. Có mấy thằng nhân viên, 5 thằng nhân viên, 3 thằng tính tiền, 2 thằng bê đồ. Cứ một ngày mà kiếm được có mẹ 1.000 đô như thế này thì chỉ đủ để thuê mồm của 5 thằng nhân viên này thôi. Anh kiếm được có 3.600, ít hơn hôm qua 400. Theo cái đà như thế này thì đến cuối cái clip của ngày hôm nay tôi chỉ mở được đến cái season 9 thôi là hết đát rồi anh em ạ. Không thể nào mà lên được đến season 10. Cái số tiền nó cao quá. Cái thu nhập một ngày của tôi 4.000 là max.
có những hôm được có 3.000 năm. Trừ tiền nhân viên là 500 mới đấy, trừ tiền nhập hàng đấy, 1.000 hơn 1.000 đấy. Thì một ngày chỉ kiếm được đâu đó 1.000 đến 2.000 dư thôi, 2.000 dư, 2.000 đến 3.000 dao động tầm đó, 2.000 đến 3.000 dư, dao động tầm đó thôi. Khá là khó để có thể mà mở được đến cái season 10, cực khó. Nếu như mà muốn mở season 10 thì chắc là tôi phải chơi thêm. Chưa kể sau này còn mở 11, 12, 13, trời ơi. Mở thế chó nào được. Hả? À. Trời ơi, 23 mới là mắt. Khướt lắm. Khướt. Khướt đéo trôi. Ồ, ha, cái số tiền vừa rồi của tôi là 7777 đúng không anh em? Nếu như tôi, ok, kênh chỉ linh hết mẹ rồi. Nếu như tôi nhìn đéo nhầm thì cái số tiền vừa rồi của tôi là 4 con 7 luôn đấy. Tư quy 7. Kết thúc ngày thì 98 và chúng ta kiếm được vãi cả cứt là 3.200 đô, 11 vị khách không kiếm được hàng. Ủa? Anh Giai quay quay lưng bỏ đi rồi anh Giai. Chưa tính tiền mà anh Giai. Thế ơi. Không kịp đéo chịu được luôn. Anh Giai cổng con mẹ nó kịp đéo chịu được luôn ý. Thật. Ai làm quả vòng quanh thế giới quay lại tính tiền à. Ngày mới nữa nào. Ui kết thúc ngày thì 99 rồi. Kiếm được 3.700. Nhìn cái số tiền nó cộng xem nhé. 76 đô. 144 đô. 20 đô. Các bạn có để ý thấy là NPC nó mua đồ nó bị ít đi nhiều không các bạn? Nhiều cực kỳ luôn là đằng khác. Sao ấy nhở? Từ cái lúc mà tôi làm nhân viên ở quầy tính tiền thì NPC nó mua nhiều lắm. Và từ lúc mà tôi không làm cái nhân viên tính tiền thì giờ NPC nó ép hiểu kiểu gì luôn. Ảo thật. Sao ấy nhở? Mấy bây giờ chắc tôi đuổi hết mẹ nó mấy cái thằng nhân viên này đi để một mình tôi bán thử xem cái số tiền nó được bao nhiêu. Thế này chết dở. Ok, nốt ngày hôm nay tôi sẽ đuổi hết mẹ mấy cái thằng nhân viên đuổi bầu rẻ rắt này đi. Ngày tiếp theo một mình tôi tính tiền để xem là cái doanh thu của ngày hôm đó tôi kiếm được bao nhiêu anh em nhá. Chốt. Dứt. Ok. À khoan. À, mày đuổi việc mấy thằng nhân viên đi, mất công mai nó vẫn lấy tiền lương. Thế chở. Thế con mẹ nó con chó tôi đâu rồi? Chuột tôi đâu? Đây. Đấy, tôi cho nghỉ hết mấy cái thằng nhân viên kia đi rồi. À không lên được 10.000 nữa này, chỉ lên được kết thúc ngày thứ ui kiếm được 4.400 đấy. Ô kệ nó, cứ thử hôm nay mình nhảy vào mình bán thử xem như thế nào. Rồi em vô tính tiền đây các vị khách yêu của em ơi, lâu lắm rồi em mới tính tiền này. À 17 đô, em xin 7 đô nhá em xin. 49.5. Bú mặn. Lâu lắm rồi mới quay lại cái nghề bú này đây. Tao lâu nay để nhân viên tính tiền mà làm tiền nó thấp thoát đeo chịu được. 93 đô. Còn ít vậy chị ơi. Cái đây. Búi 2 đô, bú 2 đô. Ơ kìa. Sao nó vẫn thế nhá. Vẫn đéo khác gì so với lúc này cả. Khách hàng vẫn mua ít, tiền vẫn ít,
áo thịt đi. À đây 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 đây. Phải kiểu kiểu như ăn doai này. 537 đô. Để đéo đưa dư luôn cay ăn doai. Rồi, ăn dai này, ăn nhiều thịt bò ấy. 175 đô. Thấy không? Phải thế. Nhưng mà sao có 105 đấy. Thôi rõ nhiều rõ. Còn trừ 5 exit của tao, con mẹ này nữa. Ăn dai này, đeo kín mặc vest là em biết là đại gia rồi. Em xin 2 đô nhá. Tại đứa ít quá, đeo bố được. Ôi trời ơi, cái thằng mua ít thì nó lại đưa nhiều tiền. Hay vốn lại. Mẹ nhá nữa. Người mua nhiều thì đéo đưa nhiều tiền đâu, mẹ đưa được có 10 đô, cú được có 5 đô. Cái thằng mua thì gió ít, mẹ đưa 50 đô. Vật. Tính nhìn tám thôi. À, tôi thấy nó đéo khác gì so với lúc này cả. Khách hàng vẫn mua ít, chắc là game update. Tình NPC nó mua ít lại rồi. Chết dở thật. Này thì chừng nào tôi mới phá đảo được con game. 76 đô. Ui. Bú được 36 đô. Mẹ đéo mẹ ăn dai. Mua 3 lốc phải xịt mẹ ăn dai. Ác liệt thật chứ. Tuyệt vời. Sau khi tôi nhảy vào, tôi bán thay cho mấy thằng nhân viên thì tôi có cảm giác như là gian thu nó ít hơn gấp đôi. Ít hơn gấp đôi. Phải gọi là gấp đôi so với gian thu của ngày hôm qua là 4.500 thì hôm nay chắc được 2.500. Ít hơn gấp đôi. Trong khi đó tôi có ăn chặn của cả khách hàng rồi nhưng mà đéo vớt vát được là bao. Có thể nào mà cứu lại được. Ôi anh dài này cũng 3 lốc vệ sinh. Mẹ. Có khi hết mẹ giấy vệ sinh. À đây đang còn. Lúc này mình có nhập tờ dư 2 kệ để trên khay mà. À 2 khay để trên kệ chứ. 2 kệ để trên khay là thì éo nào. Chị gái này cũng mua 3 lốc vệ sinh. Các mẹ mấy chị mua giấy vệ sinh về ăn à? Em mua 3 hộp pin chỉ linh luôn à? Rồi bốc đi chị ơi, nhiệt tình vào chị ơi. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Ok, mình đã có 11.000 đô. Tí nữa cuối clip tôi mở rộng xong. Bây giờ cứ bán hàng. Bán nút ngày hôm nay đi xong mai thuê lại mấy thằng nhân viên thôi. À mua nhiều vãi cả cứt mà lại đưa tròn tiền kiểu cay thế của đó ăn dai đưa 200 đô là tôi bú được phải 50 đô. Đấy. Mẹ mày bà cô này mua được có 7.5 đưa mẹ mày tờ 100 đô. Hay vốn lại không. Nó bú được bao nhiêu cả. Bà mua ít nên là bú ít lắm anh em ơi. Không bú được nhiều. À thì em bú được có 6 hay 7 đô gì ấy. Ít lắm.
Phải mua nhiều bú mới được nhiều. Hay thế nhở. Em dài mấy anh chị thực sự là ăn giấy vệ sinh à? Người nào không bốc giấy vệ sinh thì thôi, nhưng một khi đã bốc thì ba lốc. Sợ thật. 9 giờ tối rồi. Hết khát rồi. Tăng thu ngày hôm nay kiếm được bao nhiêu ta? Này để em nhớ là mình còn bao nhiêu, xong rồi mình còn bao nhiêu. Quên không nhìn. Em xin 10 đô chị nhá. Em xin 10 đô tiếp chị nhá. Bây giờ chưa có một đơn nào mà trên 200 luôn đấy anh em. Chưa có luôn á. Tôi có một khách hàng là tiềm năng cả. Hết mẹ khách rồi, chị áo đỏ này là người cuối cùng mẹ rồi. Hết luôn. Một ngày thất thoát. Lỗ nặng. Lỗ chồng giái là có thật. À, kết thúc ngày thử xem là ngày hôm nay nó khác gì với ngày hôm qua. Hôm nay kiếm được 4.500 đô anh em ạ. Wow. Chưa kể nhá là không bị trừ tiền mấy thằng nhân viên, hơn cả doanh thu ngày hôm qua. Vãi cả bill thật. Ủa nhưng mà sao bill nó vẫn trừ tiền như thế nhở? Thế là mấy thằng nhân viên là mình thuê một lần là nó xài cả đời luôn à? Thực sự thì doanh thu ngày hôm nay có thể là sẽ ít hơn của ngày hôm qua, bởi vì là mình ăn chặn á. Ngày hôm qua ít hơn ngày hôm kia chứ lộ. Ngày hôm qua đáng lẽ là cái doanh thu ngày hôm qua sẽ bằng, chắc là bằng thôi, bằng ngày hôm kia, do mình ăn chặn này. Do mình ăn chặn của khách cho nên là nó mới nhiều được hơn của ngày hôm kia. Rồi thì đang có 12.000, nói là để cuối clip nhưng mà thôi mở mẹ đi em ạ. Ủa ai xa, nó lại mở góc này mà đéo phải mở góc kia. Vai cả đái rồi, không nằm trong kịch bản rồi. Rất ngu. Em mới mở theo góc này thì trang trí kiểu chó gì. Trời ơi, mẹ phải mở dọc ra đằng sau thì mới mẹ. À, sau này nó sẽ mở được thêm một bức ở phía bên này nữa anh em, chắc chắn rồi. Nhưng mà game rất ngu. Trời ơi, đi lệch với sự tính toán của tôi rồi. Mà bên này làm cái trò gì. 300 đô cho 3 thằng nhân viên. Ai bà. 102 với 4.100 đô. À, quả mở rộng cửa hàng chối đéo chịu được luôn, chối thực sự luôn. Cái ngu nhất cuộc đời thôi. Ngu nhất chả bạn này. Mở rộng quả cửa hàng cái chối đéo chịu được. Ơ nhỉ, này tôi có một thắc mắc là cái chiếc xe đạp này là của ai mà nó để ở đây từ lúc mà tôi mở cái tạp hóa cho đến bây giờ nó vẫn nằm ở đây. Xe đạp này đem đi bán là cũng được chút chút đấy chứ. Biết là của ai nhỉ? Là của mình ta? Đéo. Mình là phải đi ô tô. Đi mấy cái xe đạp này làm gì? Ui, 4.300 đô. Thực sự là dạo này cái doanh thu của mình một ngày là hơn 4.000 đô rồi anh em ạ. Thấy một ngày doanh thu hơn 4.000 đô. Nó đang rất là đều luôn. Ngày nào cũng 4.000 hơn. Mấy ngày gần đây là chưa có cái ngày nào là mình dưới 4.000 cả. Doanh thu của mình đang rất là khá là đều. Bù. Mẹ.
Doanh thu hôm nay kiếm được 5.300. Kỷ lục từ trước đến nay đấy. Vai cả biểu thật. Có thằng này to thế, cao thế, vạm vỡ thế. Ôi, mẹ ngươi khổng lồ à. Ôi, ôi. Này anh em có thấy mẹ thằng này đi ngang qua chị kia không? Chị kia đứng mẹ đến nắc. Vạm vỡ thực sự. Tập này thì chắc chắn là khấm khá hơn tập trước. Bởi vì sao? Bởi vì mình không còn nợ ngân hàng 1.000 nào cả. Tí thì hình như là tập đéo nào cuối clip tôi cũng nợ ngân hàng một số tiền cả đúng không? Và tập này sẽ đéo. Tôi không còn nợ đần ngân hàng gì được cả mà tôi lại còn dư tiền rồi mới sợ chứ. Đang dư 4.000 đô này anh em. Thế là mình đã làm ăn khấm khá rồi đấy. Quá tốt, đó là một dấu hiệu tốt. Ra là bây giờ muốn nợ thì cũng được thôi. Bây giờ mà mình nợ là mình mở rộng tiếp cửa hàng ra. Ừ. Đấy, nợ một phát. Ké mẹ mồm luôn. À thôi, không bao giờ nợ. Tự vào làm quẳng lắm anh em ơi. Hay là mình nhỉ? Mua thử một đơn hàng về xem thử như nào. Thôi để tập sau. Tập sau mình nhập một phát. Xong mình nợ ngân hàng. Mình mua kệ với cả nhập thêm hàng về. Ừ, thì nó sẽ hợp lý hơn. Này chắc là dừng ở đây. Hết ngày là mình dừng luôn. Cái này em phải lên được 9.000 đô đấy anh em ạ. Đéo đùa. 1, 2. Đéo lên được luôn. Vai bìu thật. Kết thúc ngày cuối cùng trong clip ngày hôm nay, chúng ta kiếm được 4.800 đô. Cũng được gần được 5.000. 4.800 cũng là một con số lớn đấy các bạn. Cũng là một con số lớn. Thế là tính ra là doanh thu của trung bình quân của ngày hôm nay là mình đã kiếm được hơn 1.000 đô so với bình thường. So với tập trước. Tập trước là kiếm được tầm khoảng trung bình quân trên một ngày là mình kiếm được 3.800. Còn ở tập này thì kiếm 4.000 mấy trên một ngày. Nhưng mà chỉ là cuối thôi. Còn mấy ngày đầu thì mẹ ám kiếm được có 3.500. Mẹ điên. Không sao, ok. Chúng ta cùng next đây. Kết thúc ngày 105. À, hiện tại tài khoản ngân hàng của mình nó còn 8.484 Ui, cái số sau cùng mà là số 4 là 848484 đấy. Mẹ ạ, ảo thế đi. Mai đánh con 84 anh em nhé. Vậy và mình sẽ cho nó dừng ngay tại đây. Vì thời gian làm của mình cũng quá dài rồi. Có gần 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ cho tập này rồi. Các bạn đã xem. Like đi chờ chi. Và hãy đăng ký nếu như các bạn chưa đăng ký nhé.